Xin chào mọi người ha, để tiếp tục cái series video hướng dẫn về cái môn cơ sở dữ liệu. Hôm nay tiếp tục mình hướng dẫn cho các bạn cái bài thực hành lớp 7. Thì bài thực hành lớp 7 trên màn hình các bạn thấy chủ yếu là sử dụng nhóm ngôn ngữ DML và các câu lệnh insert, update, delete. Thì trước khi thực hiện cái hướng dẫn gợi ý về cái lớp 7 này thì một số chú ý nói với các bạn để khi các bạn thực hành chú ý nha. Có thể chúng ta sẽ gặp lỗi, ví dụ như cái chú ý đầu tiên là chúng ta tắt cái chế độ update mode đi, update mode. Nhiều bạn không thực hiện được cái lệnh update delete thì chúng ta đang bật cái chế độ update mode lên. Update mode nó nằm đâu các bạn? Nó nằm ở edit reference. Bạn vào đây các bạn ta vào query editor, bạn thấy ở chế độ save update không? Sẽ update thì đây là một cái chế độ update an toàn. Đây nó rõ là forbid update and delete with no key in where close, có nghĩa là nó sẽ buộc những câu lệnh update delete ở cái điều kiện where mà không có khóa no key để bảo mật an toàn ha, vì khi xóa nó rất là nguy hiểm. Thì để thực hiện được thì các bạn nhớ check bỏ này đi, bỏ chọn đi ha, save update ở chế độ đó. Đó chủ đầu tiên là chú ý nhiều bạn là không có thực hiện lệnh update và delete được đó. Một cái chú ý nữa ha, chúng ta chú ý nữa đó là khi mà chúng ta delete mà các bảng mà nó liên quan với nhau, delete các bảng liên quan với nhau mọi người nhé. Thì khi delete các bảng liên quan thì nếu mà dữ liệu nó nằm ở, ví dụ như tôi xóa dữ liệu mà nó liên quan ở bảng hóa đơn với chi tiết hóa đơn, hóa đơn là bảng cha, chi tiết hóa đơn là bảng con, thì mình phải về nguyên tắc các bạn phải xóa dữ liệu ở bảng con trước nha. Xóa rồi như vậy là xóa dữ liệu bảng cha trước, bảng con trước, rồi sau đó mới tới dữ liệu bảng cha ở một cái điều kiện nào đó ha. Đấy, xóa dữ liệu bảng con trước sau đó mới dữ liệu bảng cha. Còn nếu chúng ta trong quá trình tạo bảng, lúc đầu chúng ta tạo bảng mà chúng ta có cái lệnh on delete cascade thì chúng ta chỉ cần xóa bảng cha là tất cả những dữ liệu bảng con nó sẽ xóa theo. Có nghĩa là trong cái câu lệnh mà tạo bảng từ đầu, tạo bảng ngay từ đầu các bạn, thì table các cột á, thì khi mà tạo các cột xong ở dưới gần cuối câu lệnh chúng ta có thể tạo khóa ngoại chỗ này nè, chúng ta có thể tạo khóa ngoại chỗ mà gần cuối ha. Có ngoài chỗ này nè các bạn, đúng không? Đây. Nó có từ khóa reference nữa nha. Tôi ước lượng cái từ của các bạn thôi nha, khi thực hiện thì đây nhớ chú ý. Rồi thì chúng ta thêm cái dòng này nữa, on delete cut nha. Đương nhiên cái chỗ này phải là chỗ này là chỗ bảng khóa trước khóa ngoại nha. Khi tạo bảng mà bảng khóa ngoại đó, có nghĩa là cái từ on delete cascade này nằm ở bảng khóa ngoại. Ví dụ như cái bảng này, cái bảng chi tiết hóa đơn là chứa khóa ngoại mã hóa đơn, thì cái bảng chi tiết hóa đơn đó mình thêm cái lệnh on delete cascade nha. Rồi bảng khách hàng liên quan đến bảng hóa đơn, như vậy bảng hóa đơn sẽ chứa mã khách hàng, như vậy ở bảng hóa đơn sẽ có câu lệnh on delete cascade. Để chi? Để khi người ta xóa bảng khách hàng, tất cả những dữ liệu thông tin của khách hàng đó ở những bảng liên quan xóa theo. Đó là chúng ta thêm cái
cái câu on the disk, cái cát nhớ là ở cái bảng mà bảng chiếu khóa ngoại đó nha, bảng khóa ngoại đó nha, để là thêm cái này vô ngay từ đầu. Và tránh chúng ta dùng cái câu lệnh là xóa bảng nha, xóa khóa ngoại nha, on the table và drop content, drop content nha, drop content. Tránh cái này, tại vì á khi chúng ta sử dụng cái này nha, khi chúng ta sử dụng drop content thì các bạn sẽ bị mất dữ liệu, nếu mà chúng ta gắn lại rất là khó. Chỉ cái group content khi chúng ta ngay từ đầu chúng ta điều chỉnh bảng ngay từ đầu thì chúng ta sử dụng group content, chứ còn nếu đã có dữ liệu rồi chúng ta group content rất là nguy hiểm, nên tránh trường hợp này nha. Được group content xong rồi gắn lại rất là khó vì chúng ta đã có dữ liệu. Đó là chúng ta ba cái điểm chúng ta cần chú ý khi chúng ta làm. Bây giờ mình đi vào cụ thể cái bài lắp 7 nha mọi người nha. Bài lắp 7. Bây giờ mình đi từng phần nè, bây giờ mình nói phần 1. Phần 1 bài 1 trước nha. Rồi, bài 1. Viết các câu DML để thực hiện công việc sau. Thì chúng ta có cái gì? Câu A. Sử dụng câu lệnh insert để thêm. Như vậy cái câu này thì quá bình thường ha, câu này quá insert into rồi thôi, đúng không? Nhưng mà cái câu này cái chú ý chỗ này thôi, nó cho mình một cái table rất là nhiều record, mình chèn một bút vào một lúc vào thì trong cái video demo lý thuyết 7 chúng ta đã có rồi ha. Rồi insert into value. Bây giờ chèn nhiều thì coi ra mỗi một cái thì con tôi nằm trong dấu mốc chúng ta cứ phải như thế nha. Đó là câu A. Rồi chúng ta qua câu B. Tạo một bảng có tên là khách hàng Đà Nẵng, rồi chứa thông tin đầy đủ về các khách hàng đến từ Đà Nẵng, và ta gợi ý là dùng select into. Với câu này thì mình sẽ làm như thế nào? Ý câu này là các bạn tạo thêm, đầu tiên các bạn phải tạo một cái bảng có cái tên là khách hàng Đà Nẵng, rồi bắt đầu đổ dữ liệu từ bảng khách hàng chính của mình qua. Nhưng mà chỉ lấy những khách hàng có cái địa chỉ là Đà Nẵng. Ví dụ tôi sẽ làm ví dụ trên cơ sở liệu của tôi nha mọi người nhé. Giờ các bạn thấy cái bảng khách hàng của tôi nè. Bây giờ tôi sẽ đổ một người này ha, người này có địa chỉ là Đà Nẵng nè các bạn. Như vậy tôi sẽ lấy dữ liệu này của cái người này, tôi đem qua một cái bảng đó là bảng khách hàng Đà Nẵng, để tôi lưu trữ riêng. Như vậy là với cái bài này thì đầu tiên mình phải tạo ra một cái bảng Đà Nẵng nha. Tạo ra một cái bảng Đà Nẵng. Rồi tiếp theo mình tạo cái bảng để chứa thông tin khách hàng Đà Nẵng nha mọi người. Một cái bảng có cái chữ Đà Nẵng. Bây giờ mình tạo hai cái cột thôi, mình tạo hai cột tượng trưng, đó là mã khách hàng. Và chúng ta khi tạo thì chúng ta nhớ tham khảo đến cái bảng chính để chúng ta cái kiểu dữ liệu chúng ta đúng, để đổ vào dữ liệu vào nó khớp các bạn. Rồi năm ha. Rồi một cái cột nữa là tên đi, tên là trang 15 và trang 50 nha, đúng kiểu dữ liệu luôn, đúng cái độ dài luôn. Rồi chúng ta tạo cái bảng xem chúng ta có bảng rồi. Rồi bây giờ hai ba cái bảng này chưa có dữ liệu nhé. Bây giờ mình mới đổ dữ liệu từ cái bảng khách hàng chính sang khách hàng Đà Nẵng mình mới tạo nè.
Nhưng đây giờ mình dùng cô lệnh nè, in sợ in tú được chưa, rồi chèn vô dữ liệu vào bảng khách hàng Đà Nẵng, cụ thể là chèn vô cột đó là mã khách hàng và tên hai cột. Từ đâu mình lấy dữ liệu từ đâu à, lấy từ dữ liệu từ hai cột đó là mã khách hàng và tên từ bảng khách hàng. Nhưng mà mình thêm cái điều kiện nữa, đó là mình chỉ lấy cái địa chỉ lấy sống ở Đà Nẵng thôi, địa chỉ như vậy là lấy gần đúng nha mọi người nhé. Tại vì một cái chuỗi dài nhưng mà tôi chỉ lấy trong cái chuỗi đó có chữ Đà Nẵng là được. À, người đó sống ở Đà Nẵng. Đó, còn nhìn lại câu lệnh nè, chèn dữ liệu vào bảng khách hàng Đà Nẵng nè, cụ thể chèn hai cột này và lấy hai cột nào, lấy từ hai cột mã khách hàng và tên từ bảng khách hàng nha, rồi kèm theo cái địa chỉ là phải sống ở Đà Nẵng. Như vậy nếu mình xem dữ liệu của mình thì cái người này sẽ vào nè. À, nhưng mình lấy chỉ có mã với tên thôi ha. Rồi bây giờ mình khó chạy nhưng mà xem có nó vô chưa, nó vô không, rồi mình xem cái bảng khách hàng mình có không, đó các bạn thấy không. Chèn vào đó là cái câu lệnh mình sẽ tù cô B. Rồi tiếp theo mình xem câu C. Câu C của mình ngô C, mình qua phần 2. Giờ mình qua phần 2 nha mọi người. Phần 2, bây giờ phần 2 mình sẽ có các câu như sau. Đầu tiên là chúng ta có câu A phần 2. Như vậy là đầu tiên các bạn nhìn thấy câu A là chúng ta thấy có cái update. Câu này thì chắc là dễ ha. Câu lượt của mình là update thôi. Rồi tên thay bộ. Rồi set. Đây thật ra này cập nhật chỉ có một bảng duy nhất là bảng khách hàng. Đúng không? Và cụ thể là cập nhật số điện thoại, rồi thêm điều kiện que nữa, đúng không? Mã khách hàng tương ứng, à, rồi có điều kiện que, check xong rồi, que, lại công bình thường. Rồi chúng ta qua câu B, tăng số lượng mặt hàng có mã là 3 lên thêm 200 đơn vị. À, câu B. Rồi câu B này sao? Câu B nhìn vô là biết khi mà tăng như thế là ta biết đó là câu update rồi, cập nhật tăng lên. À, rồi thì cũng update rồi, tên thêm bộ, tên bảng cần update đúng không? Ở đây chắc là tăng số lượng mặt hàng. Như vậy là đây là cho nhìn sơ qua ta biết đây là bảng sản phẩm rồi. Rồi update tên bảng ha, rồi set cái gì mình cập nhật số lượng mà đúng không, như vậy mình sẽ có cột số lượng, như vậy là số lượng sẽ bằng số lượng lên máy 200 đơn vị cộng 200 tăng lên, lấy số lượng cũ cộng 200 tăng lên. Rồi câu B này cũng bình thường ha mọi người ha. Giờ chúng ta qua câu C. Giảm giá cho tất cả các sản phẩm 5%. Câu C này thì cũng update luôn, tăng giảm thì tất cả đều update hết ha, update thay bộ set gì ha, 5%. Thì đây là người ta kêu mình là giảm 5% cho tất cả sản phẩm, như vậy cái đơn giá của mình, cộng đơn giá của mình sẽ bằng đơn giá đúng không, trừ cho giảm 5%, như vậy là lấy cái đơn giá gốc của mình đó,
nhân cho 0.05 đúng không mọi người, giảm mà giảm đơn giá gốc giảm 5.05 là 5% cho tất cả nha. Rồi câu này thì bình thường luôn ha. Bây giờ chúng ta qua câu D. Rồi, như càng về sau những câu đó mới càng phức tạp thì phải. Đây, câu D. À, câu D các bạn sẽ có vẻ nhìn nó phức tạp lên ha. Rồi. Tăng số lượng mặt hàng bán chạy nhất trong tháng 12 lên 100 đơn vị. Như vậy nhìn này, chúng ta biết đây là câu được update rồi. Rồi với câu này chúng ta sử dụng câu lệnh update. À, vì tăng số lượng hoặc là giảm số lượng giống như những câu trên thì chúng ta sử dụng câu lệnh cập nhật update. Nhưng mà chúng ta cập nhật theo những tiêu chí như thế hai trên cái câu yêu cầu của người ta nhé, là cập nhật lại những mặt hàng bán chạy nhất trong cái tháng và cái năm đó lên 100 đơn vị. Nhưng mà đầu tiên là mình phải tìm được cái mặt hàng mà bán chạy nhất trong cái tháng và năm tương ứng nha. Rồi sau đó mình mới thực hiện câu lệnh update. Đây, như vậy để làm được câu này dễ dàng thì chúng ta đầu tiên tìm trước đã, tìm ra được cái mặt hàng bán chạy nhất trong cái tháng và năm tương ứng đi nha. Rồi như vậy đầu tiên là mình tìm mã sản phẩm nha, mã sản phẩm. Rồi mình sum cái số lượng, cột số lượng trong cái bảng chi tiết hóa đơn. Tại vì muốn biết cái sản phẩm bán chạy thì mình dựa trên số lượng, số lượng bán nhiều là cái là sản phẩm đó bán chạy nha. Rồi từ bảng nào, từ bảng hóa đơn Inertron với lại bảng chi tiết hóa đơn đúng không? Chi tiết hóa đơn on. On cái tiếp theo sẽ là cái câu lệnh mà chung, hai bảng kết nhau từ khóa ngoại nha mọi người nhé. Hai bảng kết nhau vào khóa ngoại đó. Rồi đó là câu kết. Rồi thêm cái điều kiện nữa, điều kiện là chỉ lấy, tại vì ở đây mình lấy từ hai bảng mà nên phải cho lại đúng không? Tại vì cái bảng này mình đếm số lượng mình biết được cái mặt hàng đó bán chạy, kèm theo hóa đơn phải nằm trong cái ngày mua hàng là tháng năm tương ứng. Chúng ta thấy có hai bảng liên kết đó. Rồi tiếp nè, bây giờ mình lấy cái năm nè, lấy cái tháng nè, tháng của ngày mua hàng nè, ngày mua hàng nè. Bây giờ tôi lấy dữ liệu mẫu của tôi nha. Ở đây chúng ta có cái bảng hóa đơn của tôi là có khách hàng, là tôi lấy khách hàng năm 2017 nha, hai khách hàng này đi, KH0203 giống như mã đơn hóa đơn số 2 số 3. Thì ở đây mình sẽ có là tháng 12 nè. Và năm đúng không? Năm của cái ngày mua hàng. Ngày mua hàng. Mua hàng. Là 2017 nha. Rồi. Như vậy nè. À, mình phải có group nữa, nhóm lại, tại vì mình muốn đếm số lượng, tổng số lượng thì mình phải nhóm theo mã sản phẩm chứ đúng không? Bây giờ mình chạy câu lệnh coi mình đã làm đúng, có ra được cái yêu cầu sơ bộ của mình chưa. Đây các bạn thấy là bây giờ mình thử mình tính nhẩm một cái có đúng không nha. Mã sản phẩm số 1 có số lượng 13, nhưng mà nhìn sơ qua thấy sản phẩm này là có số lượng 3, bán chạy nè ha. Bây giờ mình xem có đúng không ha. Bây giờ hồi nãy mình lấy cái hóa đơn là có ngày tháng và năm là tháng 12 2017, tương ứng với hai hóa đơn là 23 nè, 23. Thì bây giờ mình qua đây mình xem hóa đơn 2 có 4 cái hóa đơn 2 tương ứng với 4 mã sản phẩm đúng không? Trong đó một là sản phẩm là số lượng là 4 à. Nào. Rồi bây giờ mình xem hóa đơn 3 cũng là 1 luôn. Như vậy có rõ ràng là nó cộng số lượng của hai ông số 1 lại nè. Đúng không? Tương ứng với lại cái hàng mà nằm trong tháng 12 2017 nè. Hai ông này cộng lại là 13 nè. Như vậy cái câu lệnh của mình ra 13 chỗ này là mã sản phẩm là bán chạy nhất là đúng rồi nè. Đó. Nhưng mà ở đây mình ở cái câu người ta kêu là mình chỉ cập nhật cái mặt hàng bán chạy nhất thôi, chứ còn những cái sản phẩm khác như mã sản phẩm 2 là số lượng 6 là mình không cập nhật nè. Thì lúc này mình phải thêm vô, mình phải thêm vô câu lệnh nữa để mình lấy ra chỉ một thôi nha mọi người. Như vậy là mình phải sắp xếp đó, thêm cái câu lệnh order by chưa? Order by theo cái số lượng này
C ha. Sắp xếp theo số lượng giảm dần, đúng không? Giảm dần nghĩa là từ 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 thấp, từ thấp từ từ cao đến thấp á nha. Rồi nhưng mà mình chỉ lấy một thôi thì là limit, limit một có nghĩa là câu này nó sẽ trả về cho mình cái à cái mã sản phẩm, cái số lượng mà đi bán hàng là dài chạy nhất nha. Nhưng mà bây giờ mình không lấy số lượng, mình chỉ lấy mã thôi để mình cập nhật thì ta có thể bỏ cuộc số lượng này đi. Rồi phải ta cuối cùng câu lệnh này là mình ra được cái mã sản phẩm bán chạy nhất. Và như vậy là sau đó mình lồng vô câu lệnh update, đúng không? Update table set gì đó ha. Đấy. Set cái gì tăng số lượng, như vậy là xét cái cột số lượng bằng số lượng cộng trăm. Đấy, số lượng bằng số lượng cộng trăm lên. Đấy. Đó, thì đó là cái hướng dẫn để cho cái câu cụ D nha mọi người nha. Cụ D. Rồi, tiếp theo ta là cậu E ha. Con em mình có gì nè các bạn ha, mình nhìn xem con em mình sẽ làm cái gì đó. Giảm giá 10%, ok. Như vậy là các bạn thấy là cái từ đó là nói lên là cái câu lệnh của mình sẽ là update à, giảm giá 10% cho hai sản phẩm bán ít nhất à, như vậy là à, nhìn sơ qua thì nó na ná chứ có yêu cầu nó gần giống như câu D à, bán ít nhất chạy nhất à, như vậy mình chắc chắn là chắc có lẽ là mình sẽ sử dụng có cái từ khóa limit trong đó rồi nha. Rồi câu này thì mình sẽ làm sao? Bây giờ đầu tiên mình phải tìm cho được, đúng không? Hai sản phẩm bán ít nhất trong năm nay đã, rồi sau đó mình mới thực hiện cập nhật giảm giá. Hay như vậy cái khúc sau nó lại giống câu D, sau khi tìm xong mới cập nhật thôi nha. Rồi bây giờ quan trọng tìm đây, tìm cho ra được nè. Bây giờ tôi sẽ làm trên dữ liệu của tôi nha mọi người nhé. Đầu tiên là tôi select nha. Select cái mã sản phẩm nè, mã sản phẩm à, bây giờ mình sẽ cũng mình cũng lấy số lượng ra luôn, mình cũng sum số lượng luôn, sum cái số lượng được chưa, mình cũng sum số lượng à, từ bảng nào các bạn, từ bảng à, hóa đơn. Mình như vậy là nhìn sơ qua nó thấy cũng kết nối hai bảng giống như trên câu trên à, như vậy tôi sẽ copy câu trên cho nó nhanh cái trên xe giống qua trên thôi à, cũng kết nối từ hai bảng để biết được số lượng. Rồi câu này à, tiếp theo mình làm gì đây, mình điều kiện que của mình hồi nãy là điều kiện que tháng với lại năm, bây giờ mình chỉ có năm thôi, điều kiện que của mình chỉ có năm thôi à, năm của cái ngày mua hàng à, mình lấy là à, bây giờ mình sẽ lấy dữ liệu từ năm nào mình xem lại nha. À, mua hàng mình xem à, mình lấy là tháng 12, cũng tháng 12 2017 nha mọi người nha, thì mình lấy 2017 luôn đi. Rồi năm mua hàng là 2017 nha. Rồi group buy cũng group buy mã sản phẩm luôn, nghĩa là mình tìm ra được à, cái sản phẩm bán ít nhất mà nhất mà. Như vậy là trong năm 2017 hai sản phẩm bán ít nhất là hai cái mà có số lượng ít nhất này, đúng không? Hồi nãy mình cái câu kia là mình lấy bán chạy nhất là hôm nay, thì bán ít nhất là phải là hai hôm nay, đúng không? À, như vậy để lấy được hai cái mã sản phẩm bán ít nhất thì chúng ta phải thực hiện cái câu lệnh tiếp theo, đó là thêm cái mệnh đề order by vô, đúng không? Sắp xếp vô, vậy sắp xếp theo số lượng cộng trên C, đúng không? À, nhưng mà mình sắp xếp tăng dần, sending, và mình chỉ lấy limit 2, lấy hai sản phẩm mà bán ít nhất trong cái năm đó, lại có hai, như vậy chúng ta có được hai cái sản phẩm, như vậy chúng ta bỏ này đi. Cái mã thật, chủ yếu mình lấy cái mã mà
khi có cái mã xong rồi bắt đầu mình mới sử dụng cập nhật. Cập nhật update table, update table lên bảng nha. Xét đây là xét cái gì? Xét cái đơn giá. Đơn giá thì chỗ này sẽ là cập nhật bảng sản phẩm, tại vì đơn giá không có bảng sản phẩm. Đấy. Rồi thì lúc này câu này nó giống như câu trên này. Giảm giá 10%. Chúng ta sẽ lấy giá đơn giá cộng với đơn giá nhân cho 0.01 ha. Hồi nãy là 5% là 0.05, bây giờ 10% là 0.1. Nhân cho 0.1. Hai sản phẩm đó ít nhất nha. Rồi. Rồi, tiếp theo mình câu F. Cập nhật lại trạng thái. Như vậy là chúng ta có câu update tiếp nha. Update tiếp nha. Cập nhật lại cái trạng thái đã thanh toán. Như vậy là ở cái bảng mà hóa đơn các bạn có, chúng ta có cái trạng thái ở đây, cái bảng này, cái đi này thiếu cái trạng thái gì vậy. Trạng thái để xác định là hóa đơn đã thanh toán chưa, trạng thái mua hàng á, thì cái câu này nó nói là mình sẽ cập nhật lại trạng thái, trạng thái là có thể là 0 hoặc 1, ví dụ như 0 là chưa thanh toán, 1 là đã thanh toán. Như vậy câu này thì quá đơn giản, chỉ cập nhật một bảng duy nhất, không có liên quan gì cả, không có sàng lọc gì cả. Chỉ dựa trên cái cột trạng thái thôi, cập nhật cái bảng hóa đơn đúng không, rồi xét cái trạng thái bằng gì đó ha, rồi có thêm điều kiện quen nữa, tại vì mình chỉ cập nhật cái mã hóa đơn tương ứng thôi ha. Data bay của mình đó nha. Thì dữ liệu của bạn của bạn không có mã này thì các bạn có thể lấy một cái mã hóa đơn nào đó nha, cập nhật lại trạng thái, thấy không? Con này bình thường quá, con này không có gì. Câu G là xóa những các mặt hàng có sẵn mã sản phẩm là 2 ra khỏi hóa đơn. Có một cái mã hóa đơn cụ thể luôn nha, đặc điểm là có trạng thái chưa thanh toán. Như vậy là câu này nó kêu mình xóa là xóa bảng chi tiết hóa đơn, xóa những hóa đơn mà có cái mặt hàng tương ứng nhưng với điều kiện nào cái hóa đơn đó là phải là chưa thanh toán. Bây giờ mình sẽ tìm cái hóa đơn mà chưa thanh toán nè, mình làm luôn nha, để ý luôn nha. Bây giờ tôi có một cái hóa đơn đó là hàng 01 nè, hóa đơn này trạng thái là 0, quy định là 0 là chưa thanh toán, 1 là thanh toán rồi. Như vậy là mình sẽ xóa cái hóa đơn số 1 ứng với sản phẩm bên chi tiết hóa đơn là số 1 luôn. Như vậy là đầu tiên là câu này là mình phải đi tìm cái mã hóa đơn trước đã nha, tìm cái mã hóa đơn mà trạng thái là chưa thanh toán. Như vậy là mình sẽ tìm cái mã hóa đơn cụ thể luôn, mã hóa đơn bằng 1. Ở đây trên cái ví dụ trên cái đề của người ta là mã hóa đơn là mã này nha, nhưng mà tại vì trong dữ liệu của tôi mã hóa đơn là theo dữ liệu của tôi cho nên là nó sẽ khác. Khi các bạn làm cái cơ sở dữ liệu của các bạn có thể là khác nha, còn như là không nhất thiết phải giống cái mã số hóa đơn mã sản phẩm này, có thể khác đi nha. Mã hóa đơn và cái ngày xin lỗi, và cái trạng thái không. Đầu tiên là mình phải tìm ra được cái mã hóa đơn này trước đã,
Đấy, nha. Bây giờ tôi lồng vô, tôi xóa, các bạn thấy nè. Bây giờ mình xóa nè. Xóa từ bản chi tiết. Đó được. Đấy. Rồi bây giờ điều kiện của mình què, xóa. Tại vì ở chi tiết hóa đơn của mình là có mã hóa đơn, đúng không? Có mã hóa đơn mình xóa, mình dựa trên mã hóa đơn. Còn cái điều kiện mà trạng thái chưa thanh toán là mình đã có câu bên dưới mình lòng rồi, là mã hóa đơn bằng với là câu lệnh lòng. Thì câu lệnh mình sẽ trả về mã số 1 mà. Rồi. Nhưng mà mình sẽ kèm thêm cái mã sản phẩm nữa. Nãy giờ mình chưa có mã sản phẩm. Thì trong chi tiết hóa đơn chỉ có mã hóa đơn, mã sản phẩm thôi. Như vậy mình kèm thêm cái mã sản phẩm này nữa. À, cái mã sản phẩm. Bằng 1. Chạy coi có xóa không nha. Rồi các bạn xem. Đó là gì không? Một hàng đã xóa lại chưa? Đấy, như vậy là mình xem lại coi. Đây nè. Một có xóa hàng này không nhé? Xóa mã hóa đơn 1, sản phẩm 1. Dạ, đó. Đã chạy. Như vậy là đúng rồi đó ha. Xóa sản phẩm đó nè. Rồi tiếp theo là chúng ta có câu cuối cùng. Là cái gì đây? Như vậy với câu này thì đầu tiên là mình phải tìm cho ra được cái mã hóa đơn mà khách hàng chưa mua kể từ ngày tháng năm tương ứng. Ở đây tôi cho ví dụ của mình là những khách hàng mà chưa mua hàng từ ngày từ năm 2018 trở về sau này nha. Như vậy có 3 khách hàng này tôi cho là chưa mua hàng đi từ 2018 trở về đây. À, như vậy là đầu tiên mình sẽ lấy ra được cái mã khách hàng này. Khách hàng từ bản hóa đơn, điều kiện là cái ngày mua hàng, đúng không? Ngày mua hàng sẽ nhỏ hơn cái năm 2018, cụ thể là ngày 1 tháng 1 luôn, rồi 0 giờ không dây luôn. Đấy. Mình xem có ra không nha. Đó, chúng ta có 3 khách hàng chưa mua hàng từ năm này. Như vậy là nhiệm vụ mình là sẽ xóa 3 ông này. Nhưng vấn đề là chỗ những khách hàng 02, 03 đã có hóa đơn và nó cũng có nằm bên chi tiết hóa đơn. Như vậy bạn không thể nào mà xóa khách hàng mà trong khi dữ liệu đã có ở những bản khác. Nếu ngay từ đầu các bạn khi tạo bản chứa khóa ngoại, các bạn có thêm cái từ khóa on delete cache mà ngay từ đầu thầy đã nói, thì lúc này các bạn xóa thì ở bản cha thì những bản con đi theo, chẳng hạn như bản cha là bản hóa đơn thì mình xóa thì những chi tiết hóa đơn xóa theo. Còn nếu mình không có tạo cái từ khóa on delete cache ngay từ đầu thì lúc này các bạn muốn xóa những khách hàng mà đã tồn tại ở những bản khác, ví dụ mã khách hàng cũng như hóa đơn này mà lại hóa đơn này thì lại nằm trong cái bản chi tiết hóa đơn, thì lúc này bạn phải xóa những mã hóa đơn của khách hàng mình muốn. Như vậy mình sẽ lấy ra được 3 cái mã hóa đơn 123 và mình xóa 3 cái mã hóa đơn này trước bên đây, rồi sau đó mình mới quay qua cái bảng bên đây nha. Mình xóa những khách hàng 123 này và tiếp theo đó là mình xóa các khách hàng 123 trong cái bảng khách hàng này, thì lúc này mình xóa sạch. Như vậy mình sẽ có 3 lượt xóa với cái bài này, các bạn sẽ có 3 lượt xóa. Cái là xóa từ chi tiết hóa đơn này. Rồi cái xóa từ hóa đơn này.
xóa. Đây thì có ràng buộc khóa ngoại nè mọi người. Đây thì cái câu này chủ yếu là xóa từng bước ha. Để xóa sạch cái hàng mà không có mua hàng từ 2018 trở về sau. Đó là cái gửi hướng dẫn gửi cho các bạn cái bài lớp 7 này. Cảm ơn mọi người theo dõi nhé.